Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Để chủ động cho những lịch trình trong ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật vào sáng nay, ngày 22 tháng 10. Vâng, thưa quý vị, thời điểm phát xạ mạnh nhất của bề mặt đất xảy ra trong khoảng là từ sau 1 giờ cho đến 4 giờ sáng, khiến cho nhiều nơi ở vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc và Đông Bắc có cảm giác se lạnh khi mà nhiệt độ vào lúc sáng sớm nay chỉ ở mức là từ 16 cho đến 19 độ. Và ngay tại thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Trung Du lúc này thì nhiệt độ chỉ phổ biến trong khoảng 21 đến 23 độ, gió đông bắc thổi nhẹ nhẹ tạo cảm giác hơi se lạnh, do đó quý vị nên mặc thêm chiếc áo khoác nhẹ trước khi ra khỏi nhà để đảm bảo sức khỏe. Vâng, nhưng chỉ một lát nữa thôi là nắng vàng lại bừng chiếu tỏa khắp các tỉnh khu vực miền Bắc, sưởi ấm bầu không khí và nhiệt độ sẽ lại tăng dần và ở thời điểm giữa trưa sẽ đạt mức là từ 27 cho đến 30 độ. Đến chiều tối thì nền nhiệt hạ xuống, cảm giác trời lạnh vào đêm và sáng khi mà nhiệt độ chỉ còn từ 20 cho đến 23 độ. Riêng những nơi vùng núi cao như là tại Sapa, Lào Cai hay là tại Sìn Hồ, Lai Châu thì tiết trời còn khá rét khi mà mức nhiệt ở dưới ngưỡng 15 độ. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì do vẫn chịu tác động bởi khối không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ vẫn có mưa rải rác. Riêng tại khu vực Thừa Thiên Huế đã có mưa to cục bộ với lượng mưa lên tới 120mm. Sang ngày hôm nay thì khối áp cao lạnh tiếp tục suy yếu, lượng mưa có xu hướng giảm dần và chỉ còn diễn ra ở các tỉnh khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Do trời vẫn còn có mưa rải rác nên nhiệt độ tại các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho đến khu vực Quảng Ngãi chỉ phổ biến trong khoảng 25 cho đến 29 độ. Trong khi đó, tại các tỉnh cực Nam như là tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận thì thời tiết sẽ ít mưa hơn, ban ngày nắng ráo, do đó mức nhiệt ban trưa sẽ cao hơn ở các tỉnh khu vực phía Bắc là từ 2 cho đến 3 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu sự chi phối của trường gió Đông Bắc nên tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ ngày hôm nay vẫn có mưa rào và dông ở một vài nơi, có ban ngày trời nắng ráo và nền nhiệt độ cũng duy trì ổn định, phổ biến trong khoảng 24 cho đến 29 độ cho khu vực Tây Nguyên, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 27 đến 33 độ. Riêng ở phía nam của bán đảo Cà Mau, do vẫn còn tồn tại rãnh áp thấp xích đạo khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh trên vùng biển phía nam và tầm chiều tối sẽ di chuyển vào đất liền gây ra mưa tại các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ bao gồm có Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Tuy lượng mưa không nhiều nhưng mà đỉnh chiều vùng hạ lưu trên các sông ở khu vực Nam Bộ vẫn còn ở mức cao. Do vậy, các vùng trũng thấp của khu vực thì người dân vẫn cần cảnh giác với đề phòng khả năng ngập lụt. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông, thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh nên tại khu vực phía bắc của Biển Đông trời ít mưa, tạnh ráo, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5 với nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Trong khi đó thì ở phần phía tây của khu vực phía nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này vẫn cần lưu ý, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió rất mạnh. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4 với nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.